Vào đúng 0 giờ ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, giọng ca đình đám Sơn Tùng MTP đã cho ra mắt MV Chúng Ta Của Tương Lai. Đúng là quá lâu kể từ ngày anh chàng tài năng này ra sản phẩm gần nhất. Trong vài năm qua, thì ca sĩ gốc Thái Bình khá im hơi lặng tiếng. Có người bảo anh đang muốn trở thành một doanh nhân, có người thì bảo là Sơn Tùng đã già và hết thời rồi. Thế nhưng mà Chúng Ta Của Tương Lai tới hiện tại, vào sáng ngày 8 tháng 3 đã đạt hơn 1,8 triệu view và đang giữ top 1 trending của YouTube Việt Nam. Điều đó cho thấy cái tên Sơn Tùng MTP vẫn chưa bao giờ hết hot cả. Và liệu bạn có đặt ra câu hỏi vì sao mà chàng trai này vừa bước qua tuổi 30 lại vẫn giữ vững phong độ như thế hay không? MV Chúng Ta Của Tương Lai chính là phần tiếp nối cho ca khúc Chúng Ta Của Hiện Tại, từng gây sốt làng nhạc Việt vào hồi năm 2020. 4 năm cho một ca khúc quả là một thời gian ấp ủ quá lâu. Thế nhưng với một ngôi sao nổi nhất nhì V-pop thì đó là xứng đáng. Lẽ dĩ nhiên là anh chàng này không thể nào thiếu đi gà cưng, người yêu tin đồn của mình, đó chính là Hải Tú. Nội dung MV mang tính siêu thực, không khác gì một bộ phim tình cảm xuyên không gay cấn. Trong MV ra mắt 4 năm về trước, thì Sơn Tùng và Hải Tú xuất hiện trong một bối cảnh hoài niệm về những năm giữa thế kỷ 20, cả hai gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên do những xung đột, mâu thuẫn, cặp đôi bị chia cắt và để lộ cái kết mở. Chính cái kết này tiếp nối cho Chúng Ta Của Tương Lai. Hải Tú và Sơn Tùng trong video ca nhạc này đã trải qua tới 4 thế giới, xuyên qua các không gian thời gian, nó giống như là trải qua các kiếp sống theo quan điểm luân hồi của Phật giáo vậy. Ở mỗi kiếp thì họ lại tình cờ gặp nhau, mặc dù không hề nhớ gì từ những kiếp trước, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thân thuộc. Để rồi rốt cuộc thì nhân vật của Sơn Tùng và Hải Tú đều yêu nhau, nhưng rốt cuộc đều không có hậu. Sản phẩm mở đầu với loạt khung cảnh của tương lai, ở đó thì nhân vật nam chính của chúng ta đang cố gắng tìm cách trở về quá khứ, du hành đến các tầng không gian để mà tìm đến bóng hình yêu thương. Họ trải qua 4 thế giới song song, mỗi nơi đang ở một mùa đan xen những cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Chàng trai cố gắng đi ngược quy luật vũ trụ để có được người mình thương. Tuy vậy thì anh vẫn không thể thắng được. Để rồi đoạn cuối của MV, nhân vật của Sơn Tùng MTP đau đớn khi mà thấy cô gái ở 4 thế giới dần tan biến thành mây khói và chỉ còn biết bất lực rơi nước mắt. Đáng chú ý là ở cuối clip lại hiện chữ là To Be Continue, thể hiện một cái kết mở, tạo thêm cơ hội để Sơn Tùng MTP có thể phát triển câu chuyện tiếp theo ở tương lai. Quả là một kịch bản hy vọng lấy được nhiều cảm xúc, thậm chí là nước mắt của khán giả. Tuy nhiên một số người hơi khó tính một chút thì nhận xét MV là sự thiếu hoàn hảo ở cả khung hình lẫn giai điệu. Về phần nhìn thì kỹ xảo được ekip dàn dựng không tạo được cảm giác thật, giả trần, không khiến tạo ra được cảm xúc đồng cảm đau buồn cùng nhân vật. Giai điệu luôn được coi là điểm mạnh nhất tạo nên thương hiệu của Sơn Tùng MTP. Thì lần này thể loại pop R&B làm chưa tới, không đặc sắc, có phần nhạt nhòa, lời ca rời rạc, khó có thể tạo được hit như trước. Tuy nhiên, dù khen chê thế nào đi chăng nữa, thì Sơn Tùng luôn chứng tỏ mình là thỏi nam châm, hút được sự chú ý cực lớn mỗi lần xuất hiện. Video Chúng Ta Của Tương Lai đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 40 phút công chiếu. Tính đến 8 giờ sáng nay, MV đã chiếm giữ vị trí số 1 trong top âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam, cán mốc 2,1 triệu lượt xem cùng hơn 66.000 bình luận. Đó không phải là điều ngẫu nhiên mà là từ tài năng thiên bẩm cùng sự nỗ lực hoàn thiện không ngừng. Phải nói rằng là thứ làm cho ca sĩ gốc Thái Bình luôn hot nằm ở giai điệu các bài hát. Sơn Tùng là người được đào tạo khá bài bản từ nhỏ với niềm đam mê âm nhạc thấm vào máu. Sinh ra vào năm 1994, từ thời thơ ấu thì Tùng thường đi hát ở cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình và học chơi đàn organ. Chàng trai trẻ ấy đã dấn thân vào viết nhạc underground kể từ khi mới học lớp 11. Những ca khúc như là Em Của Ngày Hôm Qua, Chắc Ai Đó Sẽ Về đã đạt lượt nghe khủng và chứng minh Sơn Tùng là một ca sĩ không phải dạng vừa đâu của showbiz Việt. Không những vậy, thì ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua còn đoạt giải thưởng tháng tại bài hát yêu thích năm 2012 khi mà anh còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, giúp giọng ca Thái Bình tạo ấn tượng với khán giả và giới chuyên môn. Khi còn đi học thì anh đã cùng bạn bè lập nên nhóm nhạc Overband và trình diễn bài Cơn Mưa Ngang Qua. Sơn Tùng sau đó thu âm riêng và đăng lên trang nghe nhạc trực tuyến vào năm 2011. Bài hát đó có giai điệu cuốn hút, dễ nhớ, tiểu tiết hiện đại phù hợp với giới trẻ và lập tức gây sốt xình xịch. Chỉ 2 tháng sau khi phát hành thì Cơn Mưa Ngang Qua đã được 1,7 triệu lượt nghe trực tuyến, vượt qua nhiều ca sĩ chuyên nghiệp thời điểm đó. Thành công của Cơn Mưa Ngang Qua đã vượt xa dự kiến của Tùng. Tên tuổi của Tùng được biết đến rộng rãi từ đây. Ca khúc này đoạt giải bài hát của tháng của chương trình truyền hình xếp hạng âm nhạc bài hát yêu thích vào tháng 10 năm 2012 và một giải Zing Music Award cho hạng mục là bài hát R&B của năm.
Cũng trong năm này thì nam ca sĩ đã trở thành thủ khoa Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với điểm số đầu vào là 25,5, thuộc thang điểm cao nhất của Nhạc viện. Anh rời khỏi Nhạc viện vào tháng 6 năm 2014. Trong khoảng thời gian đó thì anh tham gia đóng phim Anh Chàng Năm Ấy. Vào tháng 7 năm 2012 thì anh tham gia buổi thử giọng mùa thứ tư của chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol, và bị loại ở ngay vòng đầu tiên. Vào tháng 11 năm 2012, với việc ký kết hợp đồng có thời hạn là 5 năm và trở thành ca sĩ độc quyền của hãng thu âm là Van Production, anh đổi nghệ danh thành Sơn Tùng MTP sau lời đề nghị của đạo diễn âm nhạc của công ty là Huy Tuấn và nhạc sĩ là Hà Quang Minh, rồi bước vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Tùng đã lấy nghệ danh là MTP, có nghĩa là music, âm nhạc, tài năng và phong cách. Nói đi cũng phải nói lại, sức hút thực sự ở những ca khúc của Sơn Tùng MTP có lẽ là nằm ở chính giai điệu, nội dung ca khúc. Không chỉ có lợi thế ở những ca khúc nhạc dance sôi động, dễ nghe, dễ nhớ, trở thành thương hiệu, mà những ca khúc đậm chất nhạc trữ tình, ngọt ngào cùng giai điệu bắt tai, dễ thấm cũng là một trong những lợi thế mà khán giả mới phát hiện ra của chàng trai này. Những ca khúc của Sơn Tùng đều có ca từ dễ nghe, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người, đặc biệt là những sáng tác gần đây của nam ca sĩ trẻ luôn có một ý nghĩa sâu sắc, một thông điệp đầy nhân văn mà chàng trai sinh ra vào năm 1994 này muốn nhắn gửi đến. Ví dụ như là ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về thuộc thể loại pop ballad, thế nhưng lại không quá sướt mướt, ủ rũ như là nhiều ca khúc khác cùng dòng nhạc này tại V-pop. Cách xử lý khá lạ, cách luyến láy ca từ khiến cho ai cũng muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Một ca khúc nữa có thể kể đến đó là ca khúc Thái Bình Mồ Hôi Rơi. Đây là một trong những ca khúc khá lắng đọng và đầy cảm xúc về quê hương thân thương của chàng ca sĩ trẻ tuổi này. Lời ca vô cùng ý nghĩa, nói về tình yêu thương của một người con dành cho cha mẹ. Sơn Tùng MTP là một chàng ca sĩ điển trai, vì thế mà không khó để anh có thể đốn tim hàng triệu fan nữ ngay từ lần đầu debut. Mặc đồ nào cũng khiến chị em rụng tim, chưa kể là anh luôn cố gắng tạo phong cách riêng theo đúng như nghệ danh của mình. Tùng rất thích phá cách, có chút lạ, độc và một chút ngông, bất cẩn giúp anh trở nên nổi bật giữa showbiz. Một điểm gây hot của Sơn Tùng MTP nữa đó chính là biết cách tận dụng trend, thậm chí là scandal của mình để mà lăng xê. Khi mà anh chàng dính lùm xùm về đạo nhạc thì ngay lập tức ra mắt ca khúc Không Phải Dạng Vừa Đâu để mà đáp trả. Nó gây ra sự chú ý và cũng tạo nên sự xì xào bàn tán, tranh cãi giữa fan và anti-fan càng làm cho tên tuổi của Sơn Tùng nổi như cột. Rồi thì MV Chúng Ta của hiện tại ra mắt vào năm 2020. Cái tên Sơn Tùng MTP và Hải Tú bị đem ra tranh cãi. Nghệ sĩ yêu nhau thì không có gì là lạ, thế nhưng sự xuất hiện của cô ca sĩ mới nổi Hải Tú bị gắn mác là trà xanh. Những cô gái xen giữa vào cuộc tình của hai người. Trước đó, Sơn Tùng MTP được các netizen mặc định là đang yêu ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên khi Tùng và Trâm vẫn chưa có dấu hiệu gì tan vỡ thì Hải Tú đã xuất hiện rất đáng ngờ. Ban đầu thì cô gái được giới thiệu là gà cưng được công ty Sơn Tùng đang xê. Tuy nhiên thì hai người họ thường xuyên úp những hình ảnh mặc đồ đôi xuất hiện ở cùng một nơi, mặc giống nhau. Rồi đến khi dân mạng phát hiện ra Thiều Bảo Trâm xóa hết hình ảnh của Sơn Tùng qua 8 năm trên Instagram thì người ta khẳng định sự rạn nứt là có thật. Thậm chí một người tự nhận là vệ sĩ của giọng ca gốc Thái Bình còn khẳng định Trâm và Tùng đã cãi nhau rất to. Hải Tú bị gắn mác trà xanh, con giáp thứ 13, Tuesday và đã bị công kích dữ dội. Thế nhưng công ty của Sơn Tùng không quan tâm vì càng bị chửi lại càng nổi tiếng. Cho đến ngày nay khi mà scandal diễn ra được 4 năm, thế nhưng Sơn Tùng và Hải Tú chưa một lần công khai mối quan hệ. Và chàng trai lại tận dụng scandal này tiếp tục ra mắt Chúng Ta Của Tương Lai cho màn trở lại này. Đối với showbiz thì sự an toàn không phải là công thức của thành công. Các nghệ sĩ phải luôn đổi mới, luôn khác biệt, đôi khi là nổi loạn để giữ tên tuổi luôn hot. Ngay cả scandal cũng phải được sử dụng triệt để. Giống như là trường hợp của Trấn Thành, dù rất nhiều anti-fan, thế nhưng phim vẫn ra đều và doanh thu vẫn luôn phá kỷ lục phòng vé. Không cổ vũ scandal, thế nhưng quả thật phải công nhận là Sơn Tùng MTP là một nghệ sĩ tài năng hiếm có của V-Beat.